Xin chào các bạn, chúng ta lại quay trở lại và gặp nhau cuối ngày trên S Channel. Và trong ngày hôm nay 12 tháng 2 sẽ có những tin tức gì nổi bật thì chúng ta sẽ cùng nhau tổng hợp lại ngay bây giờ nhé. Sau chuỗi thành công của series Adoda đã làm mưa làm gió làng nhạc Việt suốt bấy lâu nay, thì mới đây nữ ca sĩ Hương Giang đã chia sẻ những suy nghĩ và những cảm nhận của mình về những ý kiến trái chiều đến từ phía cư dân mạng về giọng hát của cô. Cụ thể, với những bình luận cho rằng giọng hát của mình là thảm họa, âm nhạc không có sự mới mẻ và thu hút, thì Hương Giang đã thẳng thắn cho rằng cô không mấy quan tâm đến những điều đó. Hương Giang thừa nhận bản thân mình không phải là người có chất giọng tốt. Cô cho biết nếu hát hay thì tôi sẽ chỉ đứng hát mà chẳng cần đầu tư nhiều làm gì cho nhàn hạ. Cho dù có là giảng viên âm nhạc chê thì cô cũng chẳng mấy bận tâm. Trái với những phản ứng trái chiều về giọng hát của Hương Giang trước đó thì phát biểu của cô nàng về vấn đề này đã nhận được sự đồng tình từ đông đảo khán giả và người hâm mộ. Hầu hết mọi người thì đều đồng ý với quan điểm cho rằng cô nên phát huy thế mạnh và khắc phục điểm yếu của mình. Và mặt khác, nhiều ý kiến cho rằng Hương Giang vốn có xuất thân từ chương trình tìm kiếm Việt Nam Idol. Nên nếu như nói giọng hát của cô là thảm họa thì quả là hoàn toàn không đúng. Chất giọng của Hương Giang có thể là không đẹp như nhiều người mong muốn hoặc là màu giọng cũng chưa thật sự xuất sắc. Nhưng về phần kỹ thuật thì cô cũng không thua kém nhiều nữ ca sĩ trong V-pop hiện tại. Cách đây ít lâu thì tờ Star News cùng hàng loạt những tờ tin tức từ phía Hàn Quốc đã đưa tin về việc nữ diễn viên trẻ Woo Soo-young đã qua đời vào hôm 7 tháng 2 vừa qua. Tuy nhiên thì nguyên nhân dẫn đến cái chết lại không được tiết lộ. Cụ thể thì vào sáng ngày hôm nay, công ty đại diện Story J Company đã thông báo với truyền thông tin tức chấn động này về việc nữ diễn viên Goblin Woo Soo-young đã qua đời cách đây vài ngày. Có nhiều suy đoán về nguyên nhân cái chết của nữ diễn viên 25 tuổi này xuất hiện ồ ạt trên những trang tin tức và diễn đàn tại xứ Hàn. Nhưng mà công ty thì đã lên tiếng xác nhận rằng cô qua đời vì khối u não ác tính. Công ty cũng mong muốn rằng công chúng hãy cầu nguyện cho nữ diễn viên được an nghỉ và hy vọng cô sẽ bình yên nghỉ mà không còn bất cứ đau đớn nào nữa. Được biết thì cô từng gây chú ý lớn khi mà xuất hiện trong MV With Seoul của nhóm nhạc toàn cầu BTS và siêu phẩm truyền hình Goblin. Cũng chính vì vậy mà không ít các fan của BTS cũng vô cùng xót xa, tiếc thương cho nữ diễn viên cũng như là tìm lại những hình ảnh hiếm hoi của cô trong những thước phim gắn liền với giọng hát của 7 idol đình đám nhà Big Hit. Tang lễ của nữ diễn viên đã được tiến hành lặng lẽ vào ngày 9 tháng 2 và có thông tin tiết lộ rằng theo như nguyện vọng của gia đình, công ty chỉ được gửi thông cáo với báo chí sau khi tang lễ hoàn tất. Mới đây thì công ty điện tử Samsung Vina đã chính thức cho ra mắt chiếc điện thoại mới được mang tên Samsung Galaxy Z Flip tại thị trường Việt Nam. Và thiết bị này thì đã đánh dấu một bước tiến tiếp theo của một phân khúc điện thoại hoàn toàn mới, phân khúc điện thoại gập. Với thiết kế màn hình gập bằng kính đầu tiên, thực sự là đã bẻ cong các giới hạn vật lý, Galaxy Z Flip đã sở hữu thiết kế táo bạo và sành điệu, vốn dành cho những người muốn sử dụng những thiết bị công nghệ hàng đầu như là một tuyên ngôn cho gu thời trang cá nhân. Và bên cạnh màn hình 6,7 inch có thể gập lại và nằm gọn trong lòng bàn tay của người dùng như là một món phụ kiện thời trang, công nghệ bản lề ẩn cùng với giao diện của người dùng được thiết kế riêng cho chiếc Galaxy Z Flip, mang đến một xu hướng lưu giữ và chia sẻ cũng như là trải nghiệm những khoảnh khắc tinh tế của cuộc sống mà không cần phải chạm vào thiết bị. Và theo ông Nguyễn Quang Hiền Huy là phó tổng giám đốc của công ty điện tử Samsung Vina đã chia sẻ, sự thành công ban đầu của chiếc Galaxy Fold đã tạo cho chúng tôi sự tin tưởng rằng phân khúc thiết bị di động gập cũng là một phân khúc được định hình trong tương lai, không chỉ trên thế giới mà ngay cả tại Việt Nam cũng vậy. Với sự ra mắt của chiếc Galaxy Z Flip lần này thì chúng tôi tự tin mang đến cho người dùng một sản phẩm thật sự độc đáo và phong cách. Một thiết bị có khả năng kết hợp nhuần nhuyễn giữa yếu tố thời trang và công nghệ và một trải nghiệm hình ảnh cũng như là camera hoàn toàn mới, không giống bất kỳ một thiết bị nào khác trên thị trường cả. Và dòng sản phẩm Galaxy Z Flip sẽ có mặt tại thị trường Việt Nam với hai phiên bản màu là đen kim cương và tím thạch anh. Với bộ nhớ trong là 256GB cùng giá bán lẻ được đề nghị là 36 triệu đồng. Tuy nhiên thì ngay từ bây giờ các bạn cũng có thể đặt hàng trước chiếc Samsung Galaxy S20 và Samsung Galaxy Z Flip tại Sephora để có được mức giá tốt nhất và cùng rất nhiều những ưu đãi hấp dẫn khác nhé. Mỗi năm vào mùa lễ tình nhân Valentine thì không chỉ có hội FA tại Việt Nam luôn tìm cách để bày trò chống lại các cặp đôi, thì trên thế giới cũng có rất nhiều những màn phản đối dở khóc dở cười như thế này. Tại Nhật Bản thì hầu như là bất kể mùa Valentine năm nào thì hội FA ở xứ sở Hoa Anh Đào cũng sẽ xuống đường, cầm biểu ngữ và đi tuần hành để thu hút sự chú ý của người dân. Và cuộc biểu tình thì được diễn ra ngay trên con phố Shibuya, sầm uất bật nhất tại Nhật Bản, do một nhóm thanh niên có tên là Liên minh Cách mạng Những người đàn ông ít hấp dẫn đối với phụ nữ khởi xướng. Và kể từ năm 2014 đến nay thì năm nào người dân ở quanh khu vực Shibuya này cũng trông thấy cuộc biểu tình thú vị này, và dường như nó trở thành một nét đặc trưng
trưng của mùa Valentine ở đất nước Nhật Bản rồi. Và năm nay thì cũng không ngoại lệ khi mà bắt đầu từ ngày 8 tháng 2 vừa qua, nhóm thanh niên này đã xuống đường biểu tình phản đối Valentine với những khẩu hiệu phản đối chủ nghĩa lãng mạn, ví dụ như là phá hủy ngày Valentine, đập tan chủ nghĩa lãng mạn, đừng để những nhà sản xuất bánh kẹo thao túng bạn, vân vân. Còn ở Trung Quốc thì những người độc thân ở Thượng Hải đã liên kết với nhau để thành lập một quỹ chung để đặt chỗ xem phim, một bộ phim có tên là Chuyện tình Bắc Kinh, tại một cụm rạp trong trung tâm mua sắm Shin Tiandi. Và điều đáng nói ở đây là họ chỉ mua mỗi vé đơn, và đồng loạt các vé đơn thì đều cách nhau một chỗ trống, có nghĩa là sẽ không có chỗ cho các cặp đôi có thể ngồi cạnh nhau để thưởng thức bộ phim này. Các bạn thân mến, vừa rồi là những tin tức của ngày hôm nay, những tin tức nổi bật có trong ngày 12 tháng 2. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Còn bây giờ thì xin chào và chúc các bạn ngủ ngon nhé.